tôi đã đuổi ra mình ghê đấy. Hello. Hello anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình nhá. Trong video chúng ta sẽ tiếp tục với cô già đáng sợ nhá. I'm going to be the talk of the New Year's party tonight. No one can compete. Can I come? Can I come? You're joking, right? Oh, pretty please. Okay, okay. Yay. Okay, chúng ta sẽ vào và chọn trang phục trong vệ sinh nhá. Chúc thêm mọi người giúp mình một like và một subscribe nhá. Okay, chúng ta sẽ đi tìm cách phối đồ cho vệ sinh để đi dự tiệc cùng Misty nhá. Ok, có ngoài những đồ đây chúng ta sẽ đi vào trong ngôi nhà của giá này. Hello, bạn nhà không nhờ. Giá nó đuổi theo này. I will make sure you'll never bother me again. Shut. Stay out of my house, you little brat. Hello. That began that. One, two, three. Hey. Without that. Đây sẽ là cái quyển sách mà chúng ta sẽ tìm phong cách trong vệ sinh nha. I will make sure you'll never bother me again. Khăn này để lau cái phụ lúc này nhá. Có giá thì chúng ta đã bắt đầu đi rồi. Ok, trong cái video chúng ta sẽ tìm được một manh mối này. Được cái nút để xem nhá. Ta sẽ tìm được mật khẩu trong cái tờ giấy đó và tất cả những thứ chúng ta cần sẽ ở dưới tầng hầm này nhé. Thì chúng ta sẽ xuống tầng hầm này. Đây sẽ là mật khẩu. Xong rồi chúng ta chọn phong cách cho ông Francis nè. Lấy phong cách đáng sợ nha, zombie nha. Đã xong rồi chúng ta được ở đây nhá. Trước khi bị Misty bắt. Trang điểm cho ông Francis hóa trang thành một zombie. Oh my god. What's wrong? Ok, nhìn thấy con sợ. Ok, chúng ta đến tập tiếp theo mọi người nhá. Ra là bê một đĩa gà tây. Oh, I can't wait to eat this whole turkey. Wow.
phong cách đóng chủ. Rồi chúng ta sẽ đi tạo một đống lửa cho cô giáo nhá, để cô giáo đi làm lính cứu hỏa. Thì chúng ta sẽ đi lấy quả bóng bay nhé. Lấy con quả bóng bay chiến thủ nhé. Quả bóng bay sẽ gắn vào cái bình chữa cháy này. Rồi tạo bánh kẹo cho cô giáo đó nhé. Ôi, đuổi theo mình ghê thế. Hello. I will make sure you will never bother me again. Chúng ta sẽ lấy một can dầu hỏa này. Và chiếc kìm và búa để ném cho cô giáo nhé. I will make sure you'll never bother me again. Cô giáo đang để lên trên tầng này. Never bother me again. Chúng ta có quả bom nhé. Để trên cái phá ra nha. Và một cái búa này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tạo một cái bẫy để lợi cho cô giáo nha. Quả bom sẽ cho trong cái xô này. Cái này nặng. Ok. Cháy lên. No one deserves to eat this delicious turkey other than me. Là giờ vào đây trước khi cô giáo phát hiện nhá. Mọi người xem video của mình nhớ để giúp mình một like và một subscribe nhá. Cháy rồi. Dùng bình chữa cháy. Fire extinguisher. You stupid fire extinguisher. Where is that stupid sand bucket? Ok, và video này của mình dừng lại đây nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và mong người sẽ ủng hộ mình trong những video tiếp theo.